Xin chào cả nhà. Chào mừng cô chú, anh chị em và các bạn đã trở lại với kênh của Ni nha. Hôm nay chúng ta lại cùng vào bếp, cùng nhau thực hiện món tôm kho tàu. Món này trời lạnh lạnh như vậy, ăn với cơm nóng thì rất là hao cơm, làm lại rất là dễ và mau nữa. Bữa trưa của nhà Ni hôm nay chỉ có một món này và một đĩa rau sống mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bếp nhé. Hôm nay thì Ni sẽ sử dụng hộp tôm này, trọng lượng là 900g và tương đương là 2 phao. Mình hay gọi nó là tôm càng xanh. Tôm này vẫn còn đông đá, cho nên bây giờ Ni sẽ lấy ra xả nước để nó rã đông ra đó, rồi mình sẽ làm ngay luôn, rất là mau. Mình xả ra rồi sau đó mình sẽ cắt bỏ những cái chân, những cái râu và lột bớt vỏ nha. Cái hộp tôm này cũng khá là to nè các bạn. Con tôm to như vậy, Ni đếm được thì trong hộp này được cỡ là tầm 8 con to to như vậy. Có hộp thì có khi đi mua thì lại được 10 con, thì cái con tôm nó lại hơi nhỏ hơn một xíu. Ni sẽ cắt bỏ hết cái phần chân tôm này nè. Rồi cái càng xanh này mình cắt hết luôn, chừa lại một khúc ngắn vậy thôi cho nó đẹp. Ni cắt luôn cái phần của cái đầu tôm nữa cho nó sạch đó. Rồi cái phần dưới đuôi này mình chừa lại một chút xíu cho nó đẹp. Còn khúc trên mình và cái khúc đầu Ni sẽ bỏ ra hết cái phần vỏ luôn. Bỏ luôn cái phần vỏ trên đầu của con tôm này luôn nè. Nó cũng còn, con này hơi to, nó cũng còn đông đá. Cái phần ở trên cái đầu đó các bạn, đó là cái phần bụng của tôm đó, nó hơi đen đen ngay chỗ này. Đi sẽ cắt bỏ cái phần đen này ra. Đó là ở trong đó là sình hoặc là rong biển mà con tôm nó ăn đó. Đây, như vậy nè, đi bỏ ra. Rồi cái phần phía dưới đó là cái phần gạch. Mình sẽ lấy ra để riêng cho một cái chén. Cái chỗ này là cái phần gạch đó, các bạn thấy nó khi nó màu vàng, khi nó màu cam cam, còn có khi nó hơi trắng nữa, tùy theo mỗi con tôm thì cái màu gạch nó sẽ không có giống nhau đó. Cái gạch nó ở bên trong nó vẫn còn đông đá một xíu. Mình lấy ra cái chén, cái phần lưng tôm thì Ni chẻ ra, rồi Ni lấy sạch cái chỉ đen đen này ra nè. Đó, làm cũng rất là mau, mình chỉ có 8 con thôi. Sau đó thì mình rửa sạch lại rồi để qua một cái rổ cho nó ráo nước đó. Như vậy là mình xong rồi, Ni sẽ làm hết cái phần tôm còn lại nhé. Món tôm này làm ăn rất là ngon trong cái những ngày ngày mùa lạnh này đó. Mình ăn với cơm nóng, rồi thêm một chút rau sống hoặc là rau luộc cũng ngon nữa. Làm lại dễ vô cùng, mau lắm luôn á. Bây giờ thì mình bắt đầu sơ chế cái phần gạch tôm này trước. Nó đã tan đá rồi đó các bạn. Để làm cho cái gạch tôm mình có màu đỏ đẹp và cũng giảm cái mùi tanh của gạch đó, thì Ni cho vào đây một thìa nhỏ rượu Thiệu Hưng. Bạn có thể sử dụng rượu mai quế lộ hay rượu trắng đều được. Và một muỗng canh nước mắm. Ở đây trên đĩa Ni có một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột niêm gà và một miếng chanh nhỏ. Miếng chanh này mình vắt ra thì tầm cũng là một thìa cà phê, cho cái gạch này nó thơm hơn á, là nó cũng không còn cái mùi tanh luôn. Và cho một xíu tiêu vào, cỡ là 1/3 thìa cà phê hay là 1/2 thìa cà phê đều được, tùy theo cái gia vị gia đình của bạn nhé. Bây giờ thì mình đã xong cái phần gạch này rồi. Mình sẽ làm tới cái phần tôm. Tôm mình đã rửa sạch và để ráo nước. Và Ni cũng đã dùng giấy, dùng nắp kinh thấm cho khô nước rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang qua bếp mình chiên.
Tôm ở đây Ni đã chẻ ra như vậy thì khi nấu mình kho thì tôm nó ít có bị dai hơn. Các bạn không thích thì mình cũng có thể để nguyên con tôm nhé. Và đây là một ít hành lá, ớt, rồi tỏi nè, củ hành tím và một ít củ hành trắng. Và gừng, gừng thì mình xài một xíu thôi. Và một ít cà chua, dưa leo và rau sống nữa. Ni có salad son, tí tô, rau chấp cá đi dùng kèm và một ít dưa leo và cà chua nữa. Mình có thể thay thế bằng rau luộc, cũng rất là ngon. Ni không có nước dừa tươi hôm nay. Một hồi khi nấu thì Ni sẽ sử dụng nước dừa lon. Các bạn ở Việt Nam thì có thể làm nước dừa tươi thì nó sẽ ngon hơn nhiều nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ngay vào cái phần kho nè. Chảo nóng á, Ni cho vào một thìa canh dầu ăn và hai thìa canh dầu màu điều. Ni cho vào một thìa cỡ là một thìa cà phê hành tím băm nè, rồi tỏi và gừng nữa, mỗi thứ tầm là một thìa cà phê. Mình đảo lên cho nó thơm, không cần vàng nha các bạn. Mình đảo nhanh trong vòng thời gian 1 phút là được rồi. Rồi mình sẽ cho tôm vào mình chiên sơ, chiên hai mặt tôm. Chiên sơ thôi, mình không cần phải chiên nó cho nó quá chín á. Nó chín nhiều quá thì tôm mình nó sẽ bị dai. Mình trở đều hai mặt cho cái tôm của mình nó được áo cái lớp mà tỏi và củ hành tím như vậy là được rồi nè. Đi lấy ra. Rồi mình sẽ bắt đầu đi xào cái phần gạch cũng cái chảo này. Đi cho vào đây một thìa canh dầu ăn và cũng là hai thìa canh dầu màu điều. Và cho hết cái phần tỏi, hành tím và củ gừng còn lại vào, cũng tầm là mỗi thứ một thìa cà phê. Mình đảo lên cho thơm. Ni đang sử dụng cái độ lửa trung bình. Và đây là một muỗng canh bột ớt xay của Hàn Quốc. Bột này thì nó có cái mùi rất là thơm và màu đẹp nữa, nhưng mà nó không có cay nha các bạn. Nhà mình có em nhỏ đó, cho nên mình không có làm cay được. Các bạn thích thì cũng thể cho thêm ớt vào nhé. Mình cho cái phần gạch vào sau khi tỏi và hành đã thơm. Mình đảo đều. Rồi mới cho cái phần nước dừa vào. Đây là lon nước dừa 500ml, còn gọi là coconut water. Nước dừa này dùng để nấu ăn hoặc là mình để trong tủ lạnh để uống giải khát đều được. Mình cho vào hết luôn một lon. Mình sẽ nấu với cái độ lửa vừa, cho sôi lên rồi mình sẽ bắt đầu nêm lại nhé. Bởi vì khi nãy mình nêm cái phần gạch đó thì mình chỉ nêm sơ thôi. Bây giờ thì mình nêm lại cho vừa với cái khẩu vị của gia đình mình. Vớt bỏ cái phần bọt. Rồi Ni sẽ nêm lại coi nó còn cần thêm cái gia vị gì nữa nha. Nêm thử một xíu. Ni thấy cái độ ngọt nó vừa và nó thiếu cái độ đậm đà đó. Ni cho thêm nửa muỗng cà phê bột niêm gà và 1/3 thìa cà phê muối. Và cho vào đây một muỗng canh nước mắm. Như vậy là vừa. Rồi mình để thêm 1 phút nữa là mình sẽ tắt lửa. Và mình đã xong cái phần nước sốt cho tôm rồi. Rất là mau và dễ nữa phải không các bạn? Khi xưa đó, lúc còn nhỏ, lâu lâu mà được ăn cái món này là quý ơi là quý luôn. Mà không được ăn một hộp tôm to như vậy đâu các bạn. Ở Việt Nam thì tôm tươi, nhưng mà mình mua là mình lựa từng con đó. Mỗi lần cả nhà ăn chỉ được 3 con. Rồi mỗi một người được cắt ra một khúc nhỏ thôi. Mà nó ngon ơi là ngon luôn á. Mà khi xưa mình nói là cái làm phần tôm này nó khó lắm. Nhưng mà thật ra bây giờ mình lớn rồi mình biết thì nó dễ vô cùng. Bây giờ có cơ hội được ăn nhiều nhưng mà lại không dám ăn. Bởi vì trong cái phần đồ biển mà đồ seafood này á, mình ăn nhiều thì nó sẽ dễ bị có mỡ trong máu, tức là cholesterol á. Rồi bây giờ Ni
cho hết cái phần nước sốt vào cái nồi đất của tôm này nè. Vì mình nấu sôi lên với cái độ lửa vừa riu riu khoảng là 5-6 phút. Cái nồi đất này thì nó cũng vừa đủ với 8 con tôm luôn đó các bạn. Cái phần tôm thì nó cũng rất là dễ thấm, bởi vì khi nãy làm thì Ni đã chẻ cái sống lưng đó. Còn các bạn mà không có chẻ sống lưng thì mình có thể để lâu hơn 1-2 phút nữa nhé. Rồi, bây giờ được rồi, mình cho phần ớt, hành, tiêu lên trên, tức là mình đã xong cái phần tôm này rồi nè. Xíu tiêu, thơm ơi là thơm, một chút hành lá và một chút củ hành trắng Ni đã bào mỏng ra đó. Hấp dẫn quá chừng luôn. Đây là cái đĩa rau sống của Ni nè. Bữa trưa hôm nay nhà Ni là như đây thôi đó các bạn. Chỉ có một món tôm kho và một đĩa rau sống thôi. Bây giờ thì Ni xin mời cả nhà, xin mời mọi người cùng Ni thưởng thức cái món tôm kho tàu này nhé. Hấp dẫn vô cùng, các bạn hãy làm thử nhé. Dễ và ngon nữa. Món này thì tiện cho các chị em nào bận rộn đó, mình không có thời gian làm nhiều, nhưng mà bảo đảm được cái món ngon cho gia đình, vừa mau vừa tiện lợi. Món này Ni cũng làm yêu cầu theo bạn ở Bình Dương đã gửi lời yêu cầu. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và gửi lời yêu cầu đến Ni. Ni lần được sẽ làm hết các yêu cầu của các bạn vào những thời gian thuận tiện. Sắp tới đây khoảng 2-3 tuần lễ nữa sẽ là lễ tạ ơn, tức là lễ Thanksgiving. Thì vẫn có một số bạn yêu cầu Ni làm một vài món cho lễ đó, thì Ni sẽ lần lượt làm hết nha. Các bạn nhớ theo dõi và nhớ ủng hộ kênh của Ni nha. Bây giờ Ni xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào lần video kỳ tới.